Bây giờ sẽ là đội hình ra sân của đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Minh Toàn vẫn sẽ là người gác nền của các cầu thủ BKMX Bình Dương. Đội tứ vệ thi đấu phía trước anh lần lượt sẽ là Minh Trọng, Quế Ngọc Hải, Đình Khương và Lê Quang Hùng. Ở hàng tiền vệ thì Duy Thường sẽ sánh bước cùng với Hải Huy và Trung Hiếu. Trên hàng công thì Việt Cường sẽ đá thấp hơn một chút so với Elogo và Ibarra Prince. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là trọng tài Đỗ Thành Đệ, cùng với đó là các trợ lý Phạm Hoài Tâm và Nguyễn Minh Tuấn. Bên phía đội khách thì Bùi Tấn Trường vẫn sẽ là người bắt chính. Ở phía trước anh lần lượt sẽ là những cầu thủ như Thành Trung, Đào Văn Nam, Lê Văn Xuân và Vũ Tiến Long. Ở hàng tiền vệ thì chúng ta cũng thấy những tuyển thủ quốc gia của câu lạc bộ Hà Nội đã góp mặt như là Hùng Dũng, Xuân Mạnh, Văn Quyết, bên cạnh đó còn có Lê Văn Xuân. Ở hàng công thì Văn Quyết cùng với Tuấn Hải sẽ hỗ trợ cho Tà Quê. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Đỗ Thành Đệ. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ bên phía đội chủ nhà BKMX Bình Dương họ sẽ bảo vệ phần khung thành phía bên phải màn hình quý vị và các bạn. Ngay lập tức là một tình huống mà Quang Hùng đã đưa bóng nhanh lên phía trên để dành cho Ibarra Prince. Và lên bóng nhanh của các cầu thủ BKMX Bình Dương, Quang Hùng khá trông trải, vẫn là Quang Hùng có đủ thời gian để quan sát, đưa bóng vào. Tình huống lên bóng đáng chú ý đầu tiên đã thuộc về phía đội chủ nhà BKMX Bình Dương. Hùng Dũng đưa bóng vào, đã không thể đánh đầu. Hải Huy là người đang ngăn chặn, sút bóng nguy hiểm. Một lời chào được gửi đi từ đội khách với một cú dứt điểm từ xa của Brandon Wilson. Cũng giống như các tuyển thủ quốc gia Việt Nam thì Brandon Wilson cũng đã phải trở lại sau những ngày thi đấu cùng với đội tuyển quốc gia tại vòng loại của World Cup nhưng ở khu vực châu Phi. Việt Cường đã không có được sự đồng bộ với Trung Hiếu. Văn Quyết, Tòa Quê xoay người dứt điểm, không vào. Cú ra chân nhanh đến từ Tòa Quê. Minh Toàn đã kịp thời phản xạ và cứu thua cho đội chủ nhà. Khả năng dứt điểm một chạm của Tà Quê đã được khẳng định với những gì anh thể hiện tại AFC Champions League cũng như là tại Night World V-League 2023-2024. Một tình huống mà các cầu thủ áo trắng đã cố gắng ngăn cản Văn Quyết, chỉ là không thi đấu trong những trận đấu vừa rồi. Sút bóng nguy hiểm, cú dạt chân nhanh đến từ Tuấn Hải. Chuyền Việt Cường rất cố gắng để đánh đầu, vẫn là các cầu thủ áo trắng. Việt Cường sút bóng nguy hiểm, không vào. Một tình huống mà Việt Cường đã rất nỗ lực từ việc anh chấp tranh chấp bóng để phối hợp cùng với Ibarra Prince. Cái chân của Văn Nam đã cản phá cú dứt điểm chéo góc của Nguyễn Trần Việt Cường và cũng giúp cho thủ thành Tấn Trường thoát được bàn thua trong gang tấc. Phen hú vía với các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội. Và sau đó là một tình huống ném bóng lên rất nhanh để phát động tấn công của Tấn Trường. Xuân Mạnh quan sát vào phía trong, cơ hội dành cho Văn Quyết trong trải. Văn Quyết không được. Hoàn hồ Minh Toàn. Lần nữa chúng ta xem lại cơ hội rõ rệt được dành cho Văn Quyết. Văn Quyết đã không chế bóng tốt nhưng cú dứt điểm của anh không thể qua được hai chân của thủ thành Trần Minh Toàn. Tiếp tục là Văn Quyết, khá tốt, cơ hội, Tà Quê vẫn không vào. Tuấn Hải, Văn Quyết và vừa rồi là Tà Quê đều không thể đánh bại được thủ thành Trần Minh Toàn. Và đưa bóng vào khó chịu đến từ Văn Quyết. Văn Nam là người đã khẽ kê đầu chạm bóng để bóng bay đến vị trí của Tà Quê. Văn Quyết nguy hiểm, bóng đã cắt ngang khung thành của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Chúng ta thấy Hải Huy bây giờ không đá cao như trước. Nguy hiểm. Tình huống mà Tiến Long đã chủ động thả bóng và xém chút nữa thì Elogo đã có thể tiếp cận được. Đường truyền dành cho Văn Quyết. Trận đấu vẫn được tiếp tục, đưa bóng vào, nguy hiểm. Không vào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với nhân vật chính trong nửa đầu của hiệp 1 này, thủ thành Trần Minh Toàn. Và đưa bóng vào rất khó chịu của Văn Quyết. Tuấn Hải đã xâm nhập và tạo ra được một điểm cắt. Nhưng ở đó vẫn là sự hiện diện của thủ thành mang áo đỏ Trần Minh Toàn. Ngày hôm nay anh đang khá son bóng sau gần 30 phút thi đấu. Văn Xuân đưa bóng vào trong, đánh đầu. Một tình huống băng vào đánh đầu của Xuân Mạnh. Nhưng bây giờ là Văn Quyết. Văn Quyết chơi đầy cố gắng của mình. Và bây giờ là một tình huống phạm lỗi nữa. Liệu có thẻ vàng thứ hai không? Thẻ vàng thứ hai dành cho Vũ Tiến Long.
Và bây giờ Hà Nội FC chỉ còn lại 10 người trên sân. Một ngày mà cho tới lúc này Elogo đã bẻ gãy xương sườn của Tiến Long. Và bây giờ khiến cho Tiến Long phải đi tắm sớm. Liên tiếp là những tình huống quạt bóng khiến cho Tiến Long bị mất phương hướng. Minh Trọng, Duy Thường có thể sút, dứt điểm, không vào. Duy Thường đã đứng đúng vị trí để đón bóng Hải. Cú dứt điểm của số 88 đi hơi cao một chút thôi. Phía hành lang cánh trái lại là Elogo, đứng chưa tốt. Hải Huy sút bóng, cú đá ở góc hẹp của Hải Huy sẽ chỉ có phạt góc cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội đã khép tay sát người. Đúng như vậy, Thành Trung đã để tay sát người. Và cú dứt điểm của Hải Huy đã chạm vào tay của Thành Trung trong một tư thế mà cánh tay trái của Thành Trung để sát với thân mình. Với việc hơn người thì chúng ta cũng đã thấy những tín hiệu về việc BKMX Bình Dương đẩy cao đội hình. Trung Hiếu sút bóng, không có gì khó với thủ thành Tấn Trưởng. Những người đã quen mặt nhau ở đội tuyển quốc gia. Tình huống đưa bóng vào của Xuân Mạnh, nguy hiểm, không được. Lại là pha cứu thua của Minh Toàn. Một lần nữa thì Văn Quyết không thể thắng được thủ thành Trần Minh Toàn. Văn Quyết đã rất cố gắng chạm bóng trước sự truy cản của Quế Ngọc Hải. Và chạm bóng của Văn Quyết khiến cho trái bóng bay khá khó, nhưng thủ thành Minh Toàn vẫn kịp thời phản ứng và cứu thua cho đội chủ nhà. Văn Quyết thực hiện quả đá phạt góc cho câu lạc bộ Hà Nội. Brandon đưa bóng vào tầm thấp của Văn Quyết, nguy hiểm. Và phá bóng không tìm chân của Trung Hiếu Kizito. Hai tình huống đưa bóng vào liên tiếp ở phía hành lang cánh phải của các cầu thủ Hà Nội và đều có sự hiện diện của Văn Quyết. Khá tốt. Bây giờ là Văn Quyết, Tuấn Hải đang băng lên. Cú đá nhanh của Văn Quyết. Một cú lốp bóng từ khá xa của Văn Quyết, nhưng Minh Toàn vẫn kịp thời lùi về. Văn Quyết đã quan sát nhanh, chỉ một nhịp thôi, ngước lên và sau đó là tung ra một cú bấm bóng. Trung Hiếu tạm dừng chạy bóng đến vị trí của Elogo. Elogo đỡ bóng bằng mặt của mình chứ không phải là ngực. Và bây giờ là lên bóng nhanh, lại lốp bóng từ xa. Nguy hiểm, nguy hiểm. Vào! Vào! Đó là sự khác biệt của Hà Nội FC. Họ có thể gặp bất lợi về việc thiếu người, nhưng trong đội hình của Hà Nội FC có những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Sự thất thờ của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, sự thất thần của Minh Toàn. Văn Quyết không thành công, nhưng Tuấn Hải ở cự ly xa hơn cũng đã quan sát và xử lý như người đàn anh. Quan trọng hơn cả là lực đi quá tốt. Hà Nội FC bất ngờ vượt lên trên sân vận động Bình Dương trong thế khó khăn. Đưa bóng vào, không được. Xuân Mạnh đã cố gắng chạm bóng. Elogo phát xuống. Và bây giờ là quả tạt, nguy hiểm. Ibarra là người đã băng vào. Khá tốt, thoát xuống ở nách hàng phòng ngự đối phương của Vĩ Hảo. Tiến Linh dứt điểm, không về. Pha bóng kết nối tốt, có được tốc độ cao của các cầu thủ áo trắng, kết thúc bằng tình huống xâm nhập và dứt điểm của Tiến Linh. Đường chuyền của Vĩ Hào là rất phù hợp với đà băng vào của Tiến Linh. Tiến Linh đã có thể dứt điểm cho dù anh bị theo sát. Văn Nam đã chơi lăng xả để làm hẹp đi góc sút của Tiến Linh. Vươn lên trên bảng xếp hạng là mục tiêu tối thượng. Cơ hội cho các cầu thủ đội chủ nhà. Pha thả bóng khó hiểu của Ibarra
Elogo trước đó thì cũng đã tiến gần đến vị trí của Ibarra. Không có được sự đồng bộ trong tình huống. Tiến Linh mở bóng sang phải hợp lý. Nguyễn Ngọc Hải đưa bóng vào lại quá mạnh. Trận vận động quyết định và bây giờ là bàn thắng trên sân Bình Dương. Nguy hiểm. Không có bàn thắng cho đội chủ nhà. Nỗ lực đến từ Võ Hoàng Minh Khoảng. Xuân Mạnh khá chống trải. Xuân Mạnh căng ngang dứt điểm không vào. Tuấn Anh vẫn không vào. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đó là câu hỏi trong đầu của Văn Tùng vào lúc này. Cú dứt điểm của anh đã tìm đến đúng vị trí của thủ thành Minh Toàn. Và như vậy là màn thua hùng trong trận đấu đá bù của vòng đấu đầu tiên Nai World V-League 1 2023-2024 đã khép lại. Minh Toàn đã chơi xuất sắc nhưng ngày hôm nay là ngày của Tuấn Hải. Tuấn Hải đã lập một tuyệt phẩm và một lần nữa trở thành người hùng của Hà Nội FC. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.